Kính thưa quý vị đang theo dõi bản tin mới nhất. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện gì? Tình hình an ninh thế giới có gì đặc biệt? Quý vị và các bạn hãy cùng cập nhật với chúng tôi qua phần điểm tin chính ngay sau đây. Việt Nam ghi nhận 12.920 ca nhiễm mới với 6.627 ca cộng đồng. Bộ Y tế công bố thêm 356 ca tử vong. Thành phố Hồ Chí Minh tỷ lệ F0 chiếm 3,5% khi xét nghiệm cộng đồng. Hà Nội phong tỏa chung cư hơn 2.800 dân. Bà Rịa Vũng Tàu thêm 49 ca nghi mắc mới COVID-19, 6 ca ghi nhận ngoài cộng đồng. Việt Nam ghi nhận 12.920 ca nhiễm mới với 6.627 ca cộng đồng, Bộ Y tế công bố thêm 356 ca tử vong. Thưa quý vị, hôm nay, trên hệ thống thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 356 ca tử vong, tại Thành phố Hồ Chí Minh 287 ca, Bình Dương 34 ca, Đồng Nai 13 ca, Khánh Hòa 10 ca, Long An 7 ca, Đà Nẵng 2 ca, Bến Tre 1 ca, Sóc Trăng 1 ca và Thanh Hóa 1 ca. Đồng thời bổ sung 30 ca COVID-19 tử vong tại huyện Phú Yên từ ngày 1 đến ngày 27 tháng 8 năm 2021. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 10.053 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,3% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới, 2,1%. Tính từ 18 giờ ngày 26 tháng 8 đến 18 giờ ngày 27 tháng 8, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.920 ca nhiễm mới, trong đó có 19 ca nhập cảnh và 12.901 ca ghi nhận trong nước tại 41 tỉnh thành với 6.627 ca cộng đồng. Như vậy, trong 24 giờ qua, số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 1.332 ca. Cụ thể, tại Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 5.383 ca, Bình Dương 4.187 ca, Long An 996 ca, Long An 454 ca, Tiền Giang 312 ca, Đà Nẵng 202 ca, Tây Ninh 132 ca, Khánh Hòa 131 ca, Quảng Bình 125 ca, Đồng Tháp 122 ca, An Giang 91 ca, Bình Thuận 87 ca, Hà Nội 77 ca, Cần Thơ 72 ca, Thừa Thiên Huế 70 ca, Đắk Lắk 63 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 59 ca, Nghệ An 57 ca, Bến Tre 31 ca, Bình Định 29 ca, Thanh Hóa 28 ca, Kiên Giang 28 ca, Phú Yên 21 ca, Trà Vinh 19 ca, Bình Phước 17 ca, Hậu Giang 15 ca, Vĩnh Long 14 ca, Quảng Trị 13 ca, Quảng Ngãi 9 ca, Sóc Trăng 8 ca, Cà Mau 8 ca, Ninh Thuận 6 ca, Hà Tĩnh 6 ca, Quảng Nam 5 ca, Ninh Bình 5 ca, Hà Nam 4 ca, Gia Lai 4 ca, Sơn La 3 ca, Bạc Liêu 3 ca, Bắc Ninh 2 ca, Bắc Giang 2 ca và Hải Dương 1 ca. Ngày 27 tháng 8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Dương đăng ký bổ sung 4.508 ca được lấy mẫu từ các ngày trước đó trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 410.366 ca nhiễm, đứng thứ 63 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 166 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 4.174 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, cả nước ghi nhận 406.233 ca mắc mới, trong đó có 195.840 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Đến nay, có 8 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước là Quảng Ninh, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Kon Tum. Có 4 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ. Về tình hình điều trị, trong ngày có 10.126 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 198.614 ca. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.146 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ là 3.939, thở oxy dòng cao HFNC là 1.222, thở máy không xâm lấn 93, thở máy xâm lấn 866, ECMO là 26. Về tình hình tiêm chủng, Việt Nam đã tiêm được 18.843.004 liều, trong đó tiêm một mũi là 16.607.991 liều, tiêm mũi 2 là 2.235.013 liều. Trong ngày, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành văn bản số 6056 về việc
sử dụng thuốc Molnupiravir cho người F0 có triệu chứng nhẹ. Theo đó, người có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên, độ tuổi từ 18 đến 65 tuổi và có đồng ý tham gia chương trình sử dụng thuốc Molnupiravir có kiểm soát tại cộng đồng cho người có triệu chứng nhẹ sẽ được phát thuốc. Người F0 có triệu chứng nhẹ gồm các triệu chứng như sốt, ho khan, đau họng, nghẹt mũi, mệt mỏi, đau đầu, đau mỏi cơ, tê lưỡi, nhịp thở dưới 20 lần trên 1 phút, chỉ số SpO2 lớn hơn hoặc bằng 96% khi thở khí trời và không có các dấu hiệu viêm phổi hoặc thiếu oxy. Chương trình thôi thúc điều trị F0 tại nhà và cơ sở điều trị đang được Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương triển khai, dự kiến trong tuần này hoàn tất chuẩn bị 100.000 túi thuốc đưa đến các địa phương để chuyển đến cho F0 điều trị tại nhà. Thuốc điều trị COVID-19 cho F0 tại nhà được chia thành 3 gói A, B, C, sử dụng tùy thuộc vào triệu chứng của bệnh nhân. Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ F0 chiếm 3,5% khi xét nghiệm cộng đồng. Thưa quý vị, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Hưng cho biết, trong 5 ngày qua, ngành y tế xét nghiệm ngoài cộng đồng 1.117.000 mẫu, trong đó phát hiện 42.400 trường hợp F0. Thông tin được ông Nguyễn Hữu Hưng cho hay tại buổi họp báo về tình hình phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra chiều ngày 27 tháng 8. Theo đại diện Sở Y tế, trong thời gian thực hiện siết chặt giãn cách xã hội, ngành y tế đã tăng cường xét nghiệm để phát hiện F0 trong cộng đồng. Việc này được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với tình hình từng địa phương. Qua phân tích, ngành y tế sẽ phân loại để phân bổ bệnh nhân ở các tầng điều trị, chăm sóc phù hợp với mục tiêu cao nhất là hạn chế thấp nhất tử vong. Theo ông Hưng, tỷ lệ F0 xét nghiệm cộng đồng là 3,5% được xem là tín hiệu yên tâm. Ông Hưng nói, đây là con số nằm trong dự báo khi tăng cường xét nghiệm. Thời gian tới có thể thay đổi nhưng con số 3,5% ở mức độ chấp nhận được. Về công tác điều trị F0, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết đã chủ động triển khai hơn 400 trạm y tế lưu động ở phường xã để hỗ trợ địa phương chăm sóc bệnh nhân. Ông Hưng nói, trạm y tế lưu động không chỉ tăng cường chăm sóc F0 đang điều trị tại nhà mà còn giải quyết khám chữa bệnh ban đầu cho những trường hợp khác không phải là bệnh nhân COVID-19. Khi bệnh nhân được xác định đủ điều kiện chăm sóc tại nhà thì được ngành y phát túi thuốc, trong đó nhóm thuốc kháng virus Molnupiravir được quản lý nghiêm ngặt. Hôm qua, ngành y tế thành phố đã nhận được 16.000 gói và phân bổ về các quận huyện để cho bệnh nhân sử dụng. Người sử dụng thuốc được hướng dẫn cụ thể để tuân thủ chặt chẽ các quy định. Hà Nội phong tỏa chung cư hơn 2.800 dân. Thưa quý vị, quận Nam Từ Liêm phong tỏa tạm thời tòa G2 chung cư Vinhome Green Bay, phường Mễ Trì với hơn 2.800 dân sau khi ghi nhận một ca dương tính nCoV tại đây. Chiều ngày 27 tháng 8, cảnh sát phối hợp với ban quản lý chung cư Vinhome Green Bay dự rào chắn tại các lối ra vào khu vực. Hơn 2.800 dân cư ở 720 căn hộ được yêu cầu không ra khỏi nhà. Khoảng 106 người ở tầng 27 nơi có ca dương tính và 100 nhân viên tòa nhà được lấy mẫu xét nghiệm, đại diện Ủy ban nhân dân phường Mễ Trì nói. Sau khi có kết quả, chúng tôi sẽ quyết định quy mô phong tỏa cả tòa hay chỉ lập chốt khu vực nguy cơ để hạn chế ảnh hưởng đời sống cư dân. Theo CDC Hà Nội, ca dương tính là nữ 36 tuổi, trú tại tầng 27 tòa G2, chung cư Vinhome Green Bay. Ngày 26 tháng 8, chị xét nghiệm nhanh ở Bệnh viện Thu Cúc, CDC Hà Nội khẳng định dương tính với nCoV trưa ngày 27 tháng 8. Tại quận Hoàng Mai, chính quyền quyết định mở rộng phong tỏa khu dân cư cạnh bến xe Giáp Bát sau khi xác định 31 ca dương tính tại đây. Khu vực phong tỏa gồm 490 hộ dân với hơn 1.900 người sẽ bị cách ly y tế đến ngày 7 tháng 9. Từ ngày 27 tháng 4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 2.874 ca dương tính nCoV, trong đó số ca mắc ngoài cộng đồng là 1.502, số mắc được cách ly là 1.372. Bà Rịa Vũng Tàu thêm 49 ca nghi mắc mới COVID-19, 6 ca ghi nhận ngoài cộng đồng. Thưa quý vị, tính từ 18 giờ ngày 26 tháng 8 đến 18 giờ ngày 27 tháng 8 năm 2021, Bà Rịa Vũng Tàu ghi nhận 49 ca nghi mắc COVID-19 mới, trong đó có 6 ca ghi nhận ngoài cộng đồng. Số lượng ca dương tính với SARS-CoV-2 từ ngày 28 tháng 6 đến nay là 3.205 ca. Ngày 27 tháng 8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, tính từ 18 giờ ngày 26 tháng 8 đến 18 giờ ngày 27 tháng 8 năm 2021, tỉnh này ghi nhận 49 ca nghi mắc COVID-19 đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân. Cụ thể, huyện Long Điền có 9 ca, trong đó 3 ca trong khu vực cách ly tập trung, 1 ca tại trường tiểu học Phước Tỉnh, 2 ca tại trường tiểu học Hoàng Văn Thụ, 6 ca ghi nhận trong khu vực phong tỏa tại thị trấn Long Hải, huyện Đất Đỏ, ghi nhận 5 ca trong khu vực cách ly tập trung tại trường trung học cơ sở Phước Thạnh.
thành phố Vũng Tàu ghi nhận 31 ca, gồm 2 ca ghi nhận trong khu vực cách ly tập trung, 1 ca tại khách sạn Sami, 1 ca tại khách sạn Request, 26 ca ghi nhận trong khu vực phong tỏa, 22 ca tại phường Thắng Nhì, 1 ca tại phường 8, 2 ca tại phường 2, 1 ca tại phường 11, 3 ca ghi nhận ngoài cộng đồng, 2 ca tại phường Thắng Nhất được lấy mẫu xét nghiệm tại nhà, 1 ca tại phường Thắng Nhì. Thị xã Phú Mỹ có 4 ca, trong đó có 1 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung tại trường tiểu học Nguyễn Huệ, 3 ca ghi nhận ngoài cộng đồng, 1 ca ghi nhận tại chốt kiểm dịch COVID-19 quốc lộ 51, 2 ca tại phường Phú Mỹ. Như vậy, số lượng ca dương tính với SARS-CoV-2 từ ngày 28 tháng 6 đến nay là 3.205 ca. Số ca đã khỏi bệnh trong ngày là 62 người. Lực lượng chức năng đang tiến hành truy vết ca F1, F2, F3. Số người đang cách ly tập trung là 2.472 trường hợp. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết thêm, đại dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó khăn, khó lường, ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội. Do đó, các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục tập trung công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện triệt để, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Phải xác định công tác phòng chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ cấp bách trước mắt và lâu dài, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, phải luôn sẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra, kiên quyết đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, xấu độc liên quan đến công tác phòng chống dịch. Những ngày qua, hàng triệu người dân trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã vượt qua gian khó, hy sinh những lợi ích riêng để đồng lòng cùng đội ngũ chống dịch. Trong đó có sự giúp sức, hỗ trợ của các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân ở nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đề nghị người dân chung sức, đồng lòng tham gia tích cực các hoạt động phòng chống dịch bệnh mà chính quyền đang triển khai, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, tiếp tục chấp hành nghiêm các quy định giãn cách theo chỉ thị 16, nguyên tắc 5K trong phòng chống dịch, hạn chế thấp nhất việc tiếp xúc, chuyển đổi hình thức mua sắm sang đi chợ online, đặt hàng qua điện thoại. Thực phẩm hàng hóa mua sắm cần được xử lý sạch sẽ, khử khuẩn ngay khi đem về nhà, vệ sinh khử khuẩn bàn tay trước và sau khi cầm nắm các vật dụng, hàng hóa đưa từ bên ngoài vào nhà. Nghệ An ghi nhận 50 ca dương tính SARS-CoV-2, không có ca cộng đồng. Thưa quý vị, hôm nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, trong 12 giờ qua, Nghệ An ghi nhận 50 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong số 50 ca dương tính với SARS-CoV-2 tối ngày 27 tháng 8 tại Nghệ An thì không có ca cộng đồng và tất cả đã được cách ly trước đó. Các địa phương ghi nhận ca dương tính mới là 8 địa phương trong 12 giờ qua gồm thành phố Vinh 22 ca, huyện Yên Thành 13 ca, huyện Nam Đàn 5 ca, thị xã Cửa Lò 5 ca, huyện Thanh Trương 2 ca, huyện Quỳ Hợp 1 ca, huyện Nghĩa Đàn 1 ca, huyện Diễn Châu 1 ca. Còn trong 24 giờ qua, Nghệ An phát hiện 74 ca dương tính ở 10 địa phương. Riêng 22 ca ở thành phố Vinh tại 9 phường xã, Hưng Bình 6 ca, Cửa Nam 4 ca, Vinh Tân 4 ca, Hà Huy Tập 2 ca, Lê Lợi 2 ca, Đội Cung 1 ca, Hưng Dũng 1 ca, Lê Ma 1 ca và Hồng Sơn 1 ca. Tính từ đầu mùa dịch đến nay, trên địa bàn Nghệ An đã ghi nhận 1.239 bệnh nhân mắc COVID-19 ở 21 địa phương. Tích lũy số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh ra viện chuyển tuyến trên 392. Tích lũy số bệnh nhân tử vong là 2, số bệnh nhân đang điều trị là 845. Ngoài ra, tình hình chiến dịch lấy mẫu test nhanh cộng đồng ngày 24 tháng 8 đến ngày 25 tháng 8, tổng số mẫu được lấy làm test nhanh là 148.109 mẫu, trong đó có 121 mẫu có kết quả test nhanh dương tính. Tổng số mẫu đơn đã được lấy để chạy PCR 465 mẫu, đã có kết quả 463 mẫu, trong đó có 9 ca dương tính đã thông báo, 454 ca âm tính, 2 ca nghi ngờ lấy mẫu lại và đang chờ kết quả. Tổng hợp tình hình chiến dịch lấy mẫu RT-PCR cộng đồng ngày 23 tháng 8 đến ngày 25 tháng 8, tổng số mẫu được lấy trong 3 ngày là 122.757 mẫu, phát hiện 20 ca dương tính đã thông báo, 2 mẫu chờ khẳng định, 141 mẫu nghi ngờ đang lấy lại.